Con này nó đòi tiền của tao. Thế là trả rồi không trả. Không trả thì nó cũng chết. Tiền gì đấy? Đi đòi tiền người ta. Bây giờ đến hạn trả rồi mà em không trả thì em phải... Phải đâu phước, đại ca bao! Đại ca nào? Nà tao ơi! Nà tao ơi! Nếu như không trả tiền, sẽ phải lấy nhau, sẽ phải hôn... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Oh. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. A few moments later. Đây, anh em chúng tôi là đây là bữa sáng của anh em chúng tôi. Thì cũng là vừa thắp hương rồi, thì bây giờ xin các cụ là để cho ăn một miếng. Đấy. Để anh em lấy sức quay. Lấy sức quay và cũng là chúc cho MV lần này của Phong là thành công rực rỡ. Rực rỡ. Tôi bốc luôn đi, không phải thiệt đâu. Nhưng mà có thời gian cho tự nhiên. À nhưng mà quay nhỉ, mặt của anh nó lên đấy. Mặt của anh có đẹp nhưng mà Phong ấy tí về có làm mịn đấy. Thiên xui nhớ chỉnh ăn, nhớ chỉnh ăn, nhớ chỉnh nhá. Dỗi cả mặt này. Nói chung là cả đoàn dậy từ 4 giờ sáng cơ, dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị. Thì bây giờ mới tớ 6 giờ thì mới được ăn sáng, mới vừa thắp hương xong để chuẩn bị để vào bấm máy mọi người. Mệt mỏi. Đi ra đến nơi phát. 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 Đ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con này nó đọc tiền của tao. Thế là trả rồi không trả. Không trả thì đừng trách. Tiền gì đấy? Đi đợi tiền người ta. Ủa em định vậy? Em phải vay tiền của các anh ý. Bây giờ đến hạn trả rồi mà em không trả thì em phải... Phải đâu vợ của đại ca tao. Đại ca nào? Nà tao ơi! Nà tao ơi! Nếu như không trả tiền, chết phải lấy nhau, chết phải hôn nhau, chết phải ngủ với nhau. Có bạn rồi! Có bạn rồi! Vui quá! Vui quá! Vui quá! Người đẹp quá! Ok! Nghỉ đi! Bố em bị bệnh! Em phải vay tiền ngay nghỉ! Bây giờ đến hạn trả rồi! Nếu em không trả thì em phải... Phải làm vợ của đại ca tao! Đại ca nào? Đi! Nà tao ơi! Nà tao ơi! Nếu như không trả tiền là phải ngủ với nhau, ngủ với nhau! Để tao ok! Thở thật lắm! Anh em mình dính với người ta biết anh em mình nước rồi. Vậy thôi. Sợ nào đây, sợ này em đứng bên này. Không. À, ai muốn bắt đầu? Đại ca nào? Đây anh. Đại ca đâu? Đại ca đây, đại ca đây. Đại ca đây, nếu như không trả tiền, sẽ phải lấy tao, sẽ phải ngủ với tao, sẽ phải hôn tao, sẽ phải đẻ con cho tao. Có bạn thôi. Vui quá, vui quá, vui quá. Hả? Đây, nếu như không trả tiền, sẽ phải lấy nhau. Đại ca nào? Đại ca đâu? Nà tao đây, nà tao đây. Nếu như không trả tiền, sẽ phải làm vợ tao, sẽ phải ngủ với tao, sẽ phải hôn tao, sẽ phải đẻ con cho tao. Chúc con mọi người. Yeah. Bố đã lên đèn, còn mình thì chưa được lên đồ. À, còn mình thì chưa được xuống đồ. À, gian nan vất vả lắm mọi người ạ. Đấy, 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 mình phải ăn quả một lát. Đấy, sáng sủa luôn. Bây giờ là bữa cơm tối mọi người ạ. Mọi người đã ăn cơm chưa? Còn mình thì bây giờ mấy em? Mọi người đã ngủ chưa? Còn mình bây giờ vẫn quay. Thôi, chúc mọi người ngon miệng. Bây giờ anh em tôi mới được ăn tối. Và tôi trách nhiệm làm đạo diễn cho MV này. Hơi vất vả. Không phải hơi mà rất là vất vả. Tôi hy vọng là MV ra sẽ được mọi người đón nhận. Và mọi người ủng hộ. Đấy anh em đoàn phim anh em là ăn uống đấy toàn sơn hào hải vị như thế này. Chúng tôi tưởng tượng đây là những cái thớ thịt cua hoàng đế. Đó, anh em vẫn tự nhủ với nhau đây là còn đây là đậu tứ xuyên. Đấy. Còn đây là sườn cừu. Đấy, chúng tôi tưởng tượng như vậy. Anh em ăn đi. Ăn đi. Tuyến ăn đi Tuyến. Ăn rồi. Rất là mệt rồi anh em ạ. Cái giờ này là căng rồi. Đã đạo hết rồi. Qua mới ngủ được có 2 tiếng thôi, 4 giờ sáng rồi đi quay đến giờ này luôn. Chưa xong. Bây giờ là 7 giờ rồi, chắc anh em hôm nay chắc phải quay đến tầm 10 giờ nhỉ. Chưa xong. Chưa biết. Chưa biết. Hả? Đây à? Không thấy đâu, để vào dưới để để sau không thấy. Để sau không thấy đâu. Rồi chúng ta. Máy. Rồi, dẫn ta. Chuyện gì xảy ra sao đừng lặng thế. Đâu đâu. Nào hãy mau đưa cô ấy ra. Là con gái cô ấy ngất đi rồi. Lên. Đưa vào trạm xong liền nào bạn nè. Tôi đang ngủ. Cháu có cái một cái gọi gì là cái kiến thức về về đó. Đây, vào phát là phải. Xảy ra sao
rồi. Ra. Được chuyện gì xảy ra sao đừng nặng thế đâu đâu nào hãy mau đưa cô ấy ra con kia con chân tỉnh mẹ rồi ai để đẩy nó lên để lên trong thể đấy như này đó đứng như này chứ là phải ôm à ừ anh em hai hai lần cầm mỗi lần một lần mới đang nào chơi quay vào chuyện gì xảy ra sao đâm lặng thế đâu đâu nào hãy mau đưa cô ấy ra nhanh quá nhở hai vợ chồng ấy ra là con gái đi rồi đưa vào trong xong chuyện nào bạn cắt ơi lần nào cũng phải làm một lần thì làm đi sợ để làm cái nhóm nó gớm xong. Nó là nó cho phép rồi. Nó giả lắm. Hello tất cả mọi người, mình là Hoàng Phong. Ầm chua quá. Chua quá đúng không? Tôi nói thẳng luôn mọi người như này này. Thì bây giờ đang là cái shot quay cuối rồi. Phong nữa đúng không? Ok. Ai để biết tên ông tên là Phong rất là rách việc. Có nghĩa là mình với Phong là đang là quay những cảnh quay cuối rồi. Thì cái sản phẩm này thì thật sự ra là được rất nhiều các anh em hỗ trợ Phong cũng như Đạt đã hỗ trợ Phong. Và cái sản phẩm sẽ ra vào ngày bao nhiêu bạn nhỉ? Dự tính là ngày 25 tháng 5 này. Sẽ ra sản phẩm đúng không? Dự kiến là 25 tháng 5 công chiếu ở trên kênh YouTube Hoàng Phong. Mà cũng nói luôn với mọi người là như thế này. Đấy là dự tính hay là dự kiến hay là dự gì, nhưng mà Đạt đảm bảo đây là một sản phẩm rất là hay và mang nhiều tiếng cười cho mọi người. Nên là mong mọi người sẽ ủng hộ Phong cũng như ủng hộ tất cả anh em ở đây. Đón nhận cái sản phẩm này nhé mọi người. Một sản phẩm rất là happy, rất là vui nhộn. Nên là mong mọi người đón nhận nhá. Và ngày hôm nay thì Phong cũng cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảm ơn Đạt. Ngày hôm nay đã hỗ trợ Phong rất là nhiều để quay cho cái sản phẩm nhạc chế lần này. Và cũng mong là tất cả mọi người, gia đình của Đạt và tất cả mọi người đang xem thì mọi người yêu quý và ủng hộ cho cái MV của bọn tớ để bọn tớ có động lực để làm những cái sản phẩm hay hơn nữa dành tặng mọi người. Ok cậu. Ok bạn luôn. Ba mọi người nhá, mọi người nhớ hóng sản phẩm nhá.